Trong những năm qua, mặc dù địa phương cũng như ngành điện lực đã thường xuyên quan tâm đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, hạ tầng, hệ thống điện trên địa bàn, tuy nhiên đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn 7 thôn với trên 400 hộ dân chưa có nguồn điện lưới để sử dụng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho đời sống sản xuất sinh hoạt của họ mà còn dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác vận hành nguồn điện. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Chiếc máy nổ chạy bằng dầu diesel và một số thiết bị motor dây điện này có giá trị trên 8 triệu đồng. Vừa được hộ gia đình ông Điểu Cờ Nhai ở thôn 4 xã Phước Cát 2 mua về, từ chế nguồn điện dùng để thắp sáng và phục vụ sinh hoạt của cả gia đình. Để có được 8 triệu đồng này, gia đình ông Điểu Cờ Nhai phải dành dụm mất cả mấy năm trời mới có được. Điện lưới bây giờ đang nước chưa kéo đến, bây giờ tạm thời là dùng điện nước và dùng điện máy. Mà sau đây là dùng điện nước nữa, có ba loại đó. Nhờ mong đảng nhà nước quan tâm để kéo điện lực cho đồng bào vùng trung vùng xa. Có được nguồn điện, ông Điểu Cờ Nhai chia thêm cho những người xung quanh đấu nối sử dụng chung. Tuy nhiên do sử dụng nhiều thiết bị điện nên nguồn điện rất yếu, lúc sử dụng được, lúc không. Điện cũng chập chờn, nếu xài 2-3 nhà thì lại yếu, mở TV không nổi. Còn xài mở nhẹ thì có khi sạc điện thoại cũng cháy, nó chập chờn, không được ổn định. Cách trung tâm huyện Cát Tiên chừng 50 km, xã Phước Cát 2 hiện còn 3 thôn, gồm Vĩnh Linh, thôn 3 và thôn 4, với trên 150 hộ dân. Trong đó đến hơn 90% hộ dân tộc Châu Mạ. Để có điện sinh hoạt, họ đành từ đồ chế các thiết bị phát điện bằng máy nổ, tận dụng sức chảy của nước, lắp đặt các tua pin hoặc nhờ những tấm pin năng lượng mặt trời. Những hình thức trên chỉ mang tính tạm bợ, bên cạnh đó còn gây mất an toàn trong quá trình vận hành sử dụng. Với thôn chúng tôi là hộ nghèo, đặng nhiều, điện được trường tràm chưa ổn định. Mà chỗ này không có sóng điện thoại cũng khó. Vì liên lạc vì bạn bè làm ăn để khó. Mong muốn cấp trên xem đầu tư điện, đường, trường tràm chỗ ổn định là bà con chúng tôi cũng mừng. Thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Đây là một trong 7 thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến nay vẫn chưa có nguồn điện để sử dụng. Với những người dân ở đây, có lẽ thì yêu cầu bức thiết nhất hiện nay đó là có nguồn điện để sử dụng, để sinh hoạt và phục vụ các cái nhu cầu bức thiết khác. Lãnh đạo ngành điện lực Lâm Đồng cho biết nguyên nhân các thôn này đến nay vẫn chưa có điện lưới là do hầu hết đều ở xã cách khu trung tâm hàng chục km, dân cư phân bố thưa thớt, đường đi lại khó khăn. Để lắp đặt hệ thống đường điện đòi hỏi chi phí rất lớn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chúng ta thì trên 98,5% số hộ có điện. Tuy nhiên hiện nay còn có 7 thôn chưa có điện. Trong đó thì huyện Cát Tiên có 3 thôn, huyện Bảo Lâm thì có 1 thôn, huyện Lâm Hà có 3 thôn. Chúng tôi cũng đã đề nghị với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã trình với Bộ Công Thương và được phê duyệt theo cái đề án cấp điện nông thôn miền núi hải đảo của chính phủ gọi là cái đề án 2081. Thì hiện nay 7 cái thôn này với tổng cái số hộ mà chưa có điện là khoảng 385 hộ. Thì với cái kinh phí thì rất lớn, khoảng trên 30 tỷ đồng. Thì hiện nay là chính phủ cũng đã phê duyệt và trong cái giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 thì chúng ta sẽ khi có vốn thì ngành điện Lâm Đồng cũng sẽ thực hiện ngay. Theo đề án cấp điện tại khu vực nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, gọi tắt là đề án 2081, dự kiến tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai việc đưa điện đến hầu hết các hộ dân nông thôn, đầu tư phát triển lưới điện để cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc tại các xã thôn chưa có điện, có suất đầu tư không quá cao. Hy vọng trong thời gian tới, khát khao có được nguồn điện để sử dụng của hộ gia đình ông Điểu Cà Nhai và anh Cờ Bang và hàng trăm hộ dân tộc Châu Mạ trên địa bàn xã Phước Cát 2 sẽ sớm trở thành hiện thực.